chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Search Channel. Ở đây thì mình đang có chiếc Samsung Galaxy Tab A7 2020. Đây là một chiếc tablet vừa mới được Samsung ra mắt thôi còn nóng hổi luôn. Và sản phẩm này sẽ có giá bán là 7.990.000 đồng. Nó sẽ được trang bị những cái tính năng để hướng đến người dùng phổ thông muốn tìm kiếm cho mình một chiếc tablet để phục vụ cho nhu cầu học tập nè, giải trí cho bản thân mình hoặc là cho con em của mình sử dụng thì cũng rất là ok với một cái mức giá rất là dễ tiếp cận. Như vậy thì sản phẩm này có điều gì nổi bật thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá luôn nhé. Cái tên và mình đã khui hộp và bày tất cả ra đây rồi đây. Ở bên trong hộp thì tất nhiên chúng ta sẽ có một chiếc Samsung Galaxy Tab A7 nè. Phụ kiện đi kèm thì đầu tiên sẽ là một số hướng dẫn sử dụng, quay chọc SIM, một củ sạc thường và cuối cùng sẽ là một cái sạc USB Type-C. Thiết kế của chiếc Samsung Galaxy Tab A7 thì nó vẫn có một cái sự tương đồng với hầu hết những chiếc tablet của Samsung trước đây. Chúng ta sẽ có một cái form máy vuông vức nè và những cái cạnh của nó thì sẽ hơi được bo cong một chút xíu chứ không có phải là cái kiểu vuông vức giống như là chiếc Tab S7 trước đây. Máy sẽ được làm từ chất liệu kim loại nguyên khối với hai tông màu là màu đồng ánh kim là phiên bản màu này đây và một cái tông màu khác nữa là màu xám đen. Nếu như mà so sánh với những thế hệ trước đây á, thì Samsung Galaxy Tab A7 cũng có khá là nhiều cải tiến trong phần thiết kế. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái form máy được làm mỏng hơn rất là nhiều. Vì thế với một chiếc tablet màn hình lớn khi mà cầm trên tay thì chúng ta vẫn có một cái cảm giác rất là thoải mái, không có bị to, bị thô cũng như là những cái phần bo này nè. Nó sẽ giúp cho tay của chúng ta được cầm thoải mái hơn. Bên cạnh đó thì chất liệu kim loại cũng mang đến một cái sự rất là chắc chắn và cứng cáp cho chiếc tablet của chúng ta. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có một thiết kế màn hình với phần viền ở bốn cạnh tương đồng với nhau và cái kích thước của nó thì nó sẽ không quá mỏng như là chiếc Samsung Galaxy Tab S7 nha. Bởi vì thì đây cũng chỉ là một sản phẩm trong phân khúc tầm trung thôi. Còn về thông số thì màn hình của chúng ta sẽ có kích thước là 10,4 inch. Kèm với đó là độ phân giải 1200x2000, máy sẽ sử dụng tấm nền TFT. Nhìn chung thì cái màn hình này vẫn có thể đáp ứng tốt được những cái nhu cầu cơ bản của người dùng trên một chiếc tablet như các bạn dùng để học tập nè, hoặc là có những cái tác vụ giải trí, xem YouTube, xem Netflix bên này kia. Tất nhiên là nó sẽ không thể nào mà có được một cái chất lượng hiển thị xuất sắc như là những tấm nền AMOLED hay là IPS rồi. Tấm nền TFT thì nó sẽ có một cái nhược điểm là nó có một cái góc nhìn không có đủ rộng lắm. Tuy nhiên thì nó sẽ giúp cho chiếc tablet của chúng ta tiết kiệm pin hơn rất là nhiều. Và một điểm nữa cần lưu ý trên màn hình của chiếc Galaxy Tab A7 này đó chính là cái màn hình của nó thì có cái độ sáng không có quá là cao, cho nên sẽ lý tưởng hơn khi mà các bạn sử dụng nó trong môi trường ở trong nhà nè, hoặc là một cái môi trường không có ánh sáng quá là gắt. Bởi khi mà chúng ta mang máy ra ngoài trời sử dụng thì rất là khó để có thể nhìn rõ được những cái nội dung hiển thị trên màn hình. Kết hợp với phần màn hình này để có thể bổ sung thêm vào cái trải nghiệm giải trí của người dùng thì Samsung đã trang bị cho chiếc Tab A7 một cái bộ loa stereo bao gồm 4 loa được bố trí ở hai bên cạnh của sản phẩm thay vì chỉ có hai loa như là thế hệ trước đây. Và bộ 4 loa này cho một cái chất âm thực sự là to trên chiếc Galaxy Tab A7 này. Các bạn có thể thoải mái có những cái tác vụ xem phim này, chơi game, sử dụng loa ngoài của sản phẩm mà chúng ta sẽ không cần phải sử dụng thêm một cái loa Bluetooth nào ở ngoài cả, thì chất lượng âm thanh vẫn rất là hay. Với một chiếc tablet màn hình lớn như vậy thì cái thời lượng sử dụng pin của máy cũng là điều mà người dùng rất là quan tâm. Và chiếc Samsung Galaxy Tab A7 sẽ được trang bị một cái viên pin có dung lượng lên đến 7040 mAh, lớn hơn hẳn so với thế hệ trước đây và có thể đảm bảo là không làm gián đoạn trải nghiệm sử dụng của người dùng. Và đi kèm với cái tấm nền TFT rất là tiết kiệm năng lượng này nữa thì chắc chắn là viên pin 7040 mAh của máy sẽ cho các bạn một cái thời gian sử dụng rất là ấn tượng. Về hiệu năng thì Galaxy Tab A7 2020 sẽ được trang bị con chip là Snapdragon 662, 3GB RAM và 64GB ROM. Và các bạn có thể mở rộng bộ nhớ trong thông qua cái khe thẻ nhớ này lên tối đa là 512GB. Đầu tiên có thể thấy là với việc sở hữu chip Snapdragon, chắc chắn là chiếc Tab A7 này sẽ cho hiệu năng mạnh mẽ hơn với các loại tablet sử dụng chip Exynos trên thị trường tablet tầm trung hiện nay. Trong những cái trải nghiệm thông thường hàng ngày như là duyệt web nè, lướt mạng xã hội, xem phim Netflix, YouTube thì máy vẫn có thể đáp ứng tốt và nhanh chóng vượt mà các tác vụ này. Và hiện nay thì nhu cầu mua sắm một
chiếc tablet với màn hình lớn cho những bạn nhỏ, phục vụ nhu cầu học tập nè và giải trí cũng tăng cao. Cho nên thì Samsung đã trang bị cho chiếc Galaxy Tab A7 một cái tính năng rất là hay, gọi là Samsung Kids. Với Samsung Kids này thì người lớn có thể giới hạn được những cái ứng dụng mà các bạn nhỏ có thể sử dụng trên chiếc Galaxy Tab A7 này, và chỉ khi mà chúng ta có mật khẩu thì mới thoát khỏi cái chế độ Kids này thôi. Ở bên trong giao diện của Samsung Kids thì nó rất là dễ thương, đáng yêu với những cái ứng dụng có sẵn ở như thế này. Các bạn hoàn toàn có thể tải thêm ứng dụng về cho cái Samsung Kids này nha. Chúng ta sẽ có phần danh bạ điện thoại riêng mà chúng ta chỉ để những số điện thoại mà con bạn có thể gọi hoặc là nhận mà thôi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có chế độ chụp ảnh với những cái hiệu ứng riêng cũng như là một bộ sưu tập riêng dành cho những cái bạn nhỏ. Và trình duyệt thì cũng sẽ được làm riêng. Ở trong phần trình duyệt này thì các bạn sẽ chỉ giới hạn một số cái trang web nhất định mà các bạn nhỏ có thể truy cập mà thôi. Và bên cạnh đó thì những ứng dụng chơi game hoặc là học tập, vẽ vời, âm nhạc cũng sẽ được cài đặt ở trong đây với những cái màu sắc rất là thú vị để các bạn nhỏ có thể sử dụng. Và khi mà chúng ta bấm đóng cái Samsung Kids này thì chỉ khi nào mà các bạn có mật khẩu thì mới có thể đóng cái tính năng Samsung Kids này thôi. Cái việc chuyển đổi rất là nhanh chóng giữa chế độ thường và chế độ Samsung Kids giúp cho chiếc Samsung Galaxy Tab A7 này trở nên đa năng hơn. Chúng ta vừa có thể sử dụng cho bản thân mình được và những con em trong gia đình của chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Ngoài ra thì Samsung cũng trang bị một vài cái tính năng để có thể tối ưu trải nghiệm của người dùng với chiếc Galaxy Tab A7 này. Điển hình ở đây thì chúng ta sẽ có cái tính năng là gọi và nhắn tin trên thiết bị khác. Để có thể kết nối chiếc Samsung Galaxy Tab A7 này với điện thoại Samsung của các bạn thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào cái Samsung account, chung một cái account trên một chiếc tablet của mình và điện thoại của mình. Khi đó thì tất cả những cái cuộc điện thoại hoặc là tin nhắn mà các bạn nhận được trên điện thoại sẽ được đồng bộ trên chiếc tablet này, và chúng ta hoàn toàn có thể nhận, trả lời cuộc gọi cũng như là trả lời tin nhắn với chiếc tablet này mà không cần lúc nào cũng phải kề với cái chiếc điện thoại của mình. Nãy giờ mãi mê nói về thiết kế nè, màn hình rồi những cái tính năng bên trong mà mình quên nhắc đến phần camera. Bởi vì camera trên một chiếc tablet cũng không có được chú trọng quá nhiều, và Samsung cũng có trang bị cho chiếc Tab A7 một cái camera sâu với độ phân giải là 8 megapixel và một camera selfie với độ phân giải là 5 megapixel được đặt theo chiều dọc như thế này. Với camera độ phân giải như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể kiểu chụp hình mà có một cái kỳ vọng là nó đẹp đồ nghệ thuật gì được rồi, mà camera này chỉ phục vụ cho những cái tác vụ khi mà các bạn gọi video call nè, thì chúng ta có thể sử dụng camera selfie và camera sâu đảm bảo chất lượng cuộc gọi của các bạn ở mức tốt thôi. Nhưng mà ở trong phần camera thì chúng ta vẫn sẽ được trang bị đầy đủ những cái tính năng nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng nha, bao gồm chụp ảnh thông thường nè, rồi chụp ảnh góc rộng, lấy nét động, nói chung là đầy đủ cho chúng ta. Tổng kết lại về chiếc Samsung Galaxy Tab A7 này thì chúng ta sẽ có một chiếc tablet với thiết kế rất là hiện đại, màu sắc trẻ trung, kèm theo đó là những cái trang bị để có thể có được một cái trải nghiệm tốt với chiếc tablet này, bao gồm từ màn hình nè cho đến hệ thống âm thanh, và cả chế độ Samsung Kids này mình rất là ấn tượng. Và hiện tại thì các bạn đã có thể mua sản phẩm Galaxy Tab A7 này với mức giá là 7.990.000 đồng tại hệ thống cửa hàng của AT Shop, hoặc là truy cập trang web atshop.com.vn và mua hàng online. Mình sẽ để link mua hàng của sản phẩm ở bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tìm hiểu thêm thông tin nha. Còn bây giờ thì nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chiếc Samsung Galaxy Tab A7 này thì các bạn có thể để lại comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Yeah.